Sau loạt drama tài bày vạ gió, Trấn Thành im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội hơn nửa tháng. Cho đến ngày 10 tháng 5, ông xã của Harry Won lần đầu xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Cụ thể, Trấn Thành đã chia sẻ bài viết về bộ phim mà anh có tham gia diễn xuất. Dù không đả động gì đến những ồn ào bùa vây trong thời gian qua, nhưng động thái của nam MC vẫn nhận sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Vướng nghi vấn dạn nước hôn nhân với Trấn Thành, Harry Won có động thái gây chú ý. Theo đó, nhiều netizen đã tràn vào bài đăng của Trần Thành để lại bình luận. Một số khán giả bày tỏ sự ủng hộ khi nam MC có động thái sau thời gian dài chịu nhiều áp lực từ dư luận. Những bình luận như luôn ủng hộ Trần Thành, ủng hộ anh trở lại được cư dân mạng liên tục chia sẻ. Tuy nhiên, song song thì vẫn có một bộ phận netizen tiếp tục với bình luận hào quang rực rỡ để ca khịa phát ngôn gây tranh cãi của đạo diễn phim nhà bản hữu. Vào tối muộn ngày 12 tháng 5, Harry Won cũng bất ngờ lộ diện trên trang mạng xã hội để hát hò và tâm sự, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người xem. Giữa lúc chồng kín tiếng vì thị phi, Harry Won livestream ở nhà riêng nhưng Trần Thành không lộ diện. Nữ ca sĩ liên tục hát tiếng Việt và tiếng Hàn, sau đó tiết lộ với người hâm mộ về cuộc sống trong những ngày gần đây. Cô tiết lộ về cuộc sống bận rộn và lý do ít xuất hiện, đồng thời than thở với người hâm mộ cảm thấy áp lực và mệt mỏi về chuyện giảm cân. Trong suốt hơn 15 phút trò chuyện với người hâm mộ, Harry Won có thái độ né tránh tất cả những bình luận hỏi về Trần Thành. Nữ ca sĩ giữ thái độ không nhắc đến drama của ông xã như một cách đối mặt trong suốt thời gian qua. Năm 2023, Trần Thành là cái tên cực hot sau khi đại thắng với bộ phim điện ảnh Nhà bà nữ. Tuy nhiên, nối tiếp sau đó, năm MC liên tục vướng phải ồn ào gây xôn xao vì beat. Từ drama bao dạp cần sự dân tư cho đến gây tranh cãi vì phát ngôn đời nghệ sĩ, Trần Thành nhận nhiều thái độ trái chiều từ công chúng. Sau đó, anh tiếp tục trở thành tâm điểm dư luận khi bất ngờ bị giáo tên vào bài tố đi ba song quỵt nợ gần 190 triệu đồng. Dù là bài viết một chiều nhưng cái tên Trần Thành vẫn bị nhắc đến khắp các diễn đàn. Liên hoàn drama bùa vây khiến những lùm xùm hay phát ngôn cũ của nam MC bị đào lại, đặc biệt là nghi vấn hôn nhân dạn nứt của anh với Harry Won. Những drama trên cũng khiến cho Trấn Thành hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Trấn Thành bị giáo tên bởi những phát ngôn gây tranh cãi. Trong quá khứ, Trấn Thành đã nhiều lần gây phẫn nộ cho netizen bởi những lời nói và miệng của mình. Không chỉ bình phẩm ngoại hình người khác, nam diễn viên còn có lời lẽ thiếu tế nhị với đồng nghiệp. Lời nói kém duyên khi nói đến ngoại hình của Đức Phúc tại chương trình ca sĩ giấu mặt, nam diễn viên gây tranh cãi khi gợi ý mascot nhân vật hòa trang cho giọng ca ánh nắng của anh. Nhìn cái răng của Đức Phúc, tôi nghĩ làm con hải ly là hợp. Ngoài ra, Trấn Thành còn phát trò bằng cách mô tả nụ cười của Đức Phúc. Đây không phải là lần đầu sau phim Chờ Em Đến Ngày Mai vướng chỉ trích vì ăn nói thiếu tinh tế. Khuyên tóc tiên bỏ chồng, cũng trong show ca sĩ mặt nạ, Trần Thành từng bị công chúng chế trách khi khuyên tóc tiền nên bỏ chồng thay vì cược bỏ nghề. Cụ thể, trong phần suy đoán nhân vật bí ẩn giọng ca 906090 đã cao hứng đặt cược nếu đoán sai tên ca sĩ cô sẽ bỏ nghề. Ngay lập tức, Trần Thành phản bác khuyên bà xã Hoàng Toliver nên thay đổi quyết định. Anh nói, bao nhiêu năm mình cố gắng để có được ngày hôm nay, 20 năm chứ không ít mà lỡ sai cái, bỏ nghề uổng quá. Mình đổi cái gì nhẹ hơn thôi, thí dụ như bỏ chồng được không? Phát ngôn của nam MC nhanh chóng bị dư luận phản pháo cho rằng không phù hợp trên sóng truyền hình. Giới thiệu Minh Béo cho Đức Phúc, trong chương trình Giọng ải Giọng ai mùa 4, Trấn Thành từng cổ trong cười khán giả khi gán ghép Đức Phúc với nhân vật trong showbiz. Nghe đàn em thừa nhận bản thân có ít kinh nghiệm tình trường nên ông xã Harry Won đã liên tục đẩy thuyền. Đặc biệt, trong một clip hậu trường, sau phim bố ra bất ngờ giới thiệu Minh Béo cho giọng ca hơn cả yêu, anh nói Này Phúc ơi, anh giới thiệu cho em Minh Béo nhé. Đáp lại, Đức Phúc từ chối nhưng nam diễn viên vẫn nói thêm Không chịu à, em làm sao thế? trải nghiệm thế mới sướng anh minh béo lợi dụng trẻ con cũng như nhiều lần khác khán giả bày tỏ bất bình lên tiếng chỉ trích trần thành hỏi tờ linh chuyện độc thân khi cô vừa chia tay mc trong đêm chung kết rap việt mùa 2, tờ linh đã khuấy động sân khấu bằng ca khúc gái độc thân sau khi kết thúc tiết mục trần thành tiến đến giao lưu với nữ rapper bằng câu hỏi em gái độc thân là em hát thế thôi hay đang độc thân thật đáp lại tờ linh phản ứng anh có thể nào đặt một câu hỏi khác tinh tế hơn được không? Cuộc trò chuyện của Hà Hai đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Cả Trần Thành và Tờ Linh đều vướng ý kiến trái chiều. Trong khi Tờ Linh bị nhận xét thiếu lễ độ với ông xã Harry Won, thì nam MC cũng bị hứng chịu gạch đá vì đào sâu vào chuyện đời tư của người khác. Đặc biệt, giai đoạn này, nữ rapper vừa công khai chia tay bạn trai MCK. Câu hỏi của Trần Thành được dân mạng cho rằng kém duyên. Nếu thấy hài nhảm thì hãy tắt TV trấn thành lần đầu nói về sự cố phát ngôn nếu khán giả thấy hải nhảm thì hãy tắt tv từng khiến anh trở thành mục tiêu tấn công của dư luận trong một bài phỏng vấn trên báo chí thời điểm đó khi được hỏi về thực trạng những game show nhảm nhí đang tràn ngập sóng truyền hình câu trả lời của trấn thành là bây giờ ai cũng có tv vậy chúng ta nên chọn lọc mà xem nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí thì hãy tắt tv còn các chương trình nào đầu tư về kịch mục hãy đón nhận Phát ngôn này từng khiến cho anh hứng chịu vô vàn gạch đá, bị cho là đang thách thức khán giả. Nhiều ý kiến chỉ trích anh nặng nề vào thời điểm đó, thậm chí lãnh đạo của đài truyền hình Vĩnh Long đã phải hạn chế sự xuất hiện của Trần Thành về hình ảnh không thích hợp. Trần Thành chơi hương giang toàn mùi silicon. Năm 2016, trong chương trình Kỳ tài thách đấu, Trấn Thành có dịp hợp tác cùng nhau với tiểu phẩm Sử án Thị Mầu khi Trường Giang sai thằng mỏ là Trấn Thành người Hương Giang. Anh cho rằng chỉ toàn mùi silicon. Phát ngôn này khiến cho nam danh hài nhận không ít những bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng. Những lời nói kém duyên của Trấn Thành khiến anh bị mất điểm khá nhiều trong lòng người hâm mộ.